lại đi mua nữa. Trời ơi, mà ra đây mình kia rồi mà chú bắt lên dưới về, thằng đâu? Khổ quá, ra mình đi kia. Cũng được mà mà ơi, lấy gần đồ điểm lắm rồi. Ủa, mấy cái chú đi là thiệt, chú đều hỏi anh Hà rồi mà. Tôi đâu mà đi, kiểu bảo vệ ngay chứ. Thôi mà đi nhanh mà về nha. Bảo vệ chứ. Đã trớn đấy, theo vào ngàn đấy. Ừ. Ở trên cháu mã rồi ạ. Ừ. Tất cả. Qua mà đi lên con lên làm việc với em chào cả con cho mày làm đấy làm con lắm mày tốt nữa cả con. Moving below. Okay, sir. Ready, guys. Come.
good at all. Go, 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 go
Alo. Số 7 gọi số 9. Sao? Số 7 gọi số 9. Số 9 đâu? Số 9 đây. Đã chuẩn bị xong chưa? Báo cáo xong rồi ạ. Bộ binh đã sờ vào tận nơi chưa? Thế nào? Bộ binh đã vào tận nơi. Báo cáo, bộ binh đã xong. Đơn vị xe tăng đã vượt qua khỏi ngầm số 3 chưa? Báo cáo, đã vượt qua an toàn. Tốt, rất tốt. Hàng Vân đâu? Alo. Đâu? Alo. Hướng Hàng Vân, báo cáo đi. Alo, báo cáo. Hướng Làng Vân đã sẵn sàng. Làng Vân đâu? Làng Vân chú ý. Theo kế hoạch đã định, đúng giờ xe, cho bắt đầu. Anh Hà, anh chặt đi nhỉ. Lý,
đưa Duy về chứ sao? Thank you.
lên đây má. Kìa, mẹ xuống đi, kiểu ngã đấy. Để má lên mà. Cháu má lên vậy. Cẩn thận má. Cả đời mà chị bị hành nạt nộ, trừ cháu má lên kệ, quay thử ra răng. Bị du kích, ấp chiến lược màu mình, quay đó. Ấp nào đó má? Ấp Làng Vân chứ ấp mô. Thôi chết, hầm ngầm, hắn tháo hầm ngầm ra núi rồi trốn đi đó. Đi, mà đưa các anh đi.
Hello. Hello. Come to our. Come to our. Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Hành động! Hành động! Hành động! Má, mẹ hai, thằng núi tay đây, tá phong ơi, thằng núi mẹ. Thấy không, thằng núi, không, tôi không mê, anh Hà, Huế ơi, thằng núi, thằng núi. Mà con đây, núi của mà đây. Chào ơi, con mà, con lớn quá, con giống cha con quá. Đây, con mà đây, cái thằng mà đè rơi ở trong núi đây. Quay tệ, thằng cha mi chưa, 8-9 năm không gặp, chưa nụng tay một chút mà cũng xấu hổ. Anh Hà, núi. Chào luôn chị Huế. Ly, trời, Ly. Khỏe không? Khỏe lắm. Dư mô. Thank you.
Má ơi, núi lại trốn vô rừng kiếm mật ông ăn trừ bữa, má lôi nó về đánh cho tao một trận. Bây giờ thế này, má đưa chuối về nhà cho chuối nghỉ vài ngày rồi anh em đơn vị tìm đón chuối sau. Chiều gì để mà về một mình, đơn vị có cần chi thì đã có thằng núi thằng Thảo Đường hơn mà về một mình thôi. Làng xóm tan hoang cả rồi, cũng còn nhiều việc phải làm. Bạn đơn vị, tập hợp. Con yên tâm đi theo anh em, mà con khỏe lắm, đừng lo chi cho mà cả. Khi mà có dịp đưa anh em về thăm quê nha. Con nhỏ nữa mà ứng đó. Thôi đi cho kịp anh em. Đi con. Chuyển lời của Huế thăm mạ chưa? Gặp mạ rồi.